Và xin chào bà con ha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem cách sử dụng máy trợ thính có dây của Nhật. Thì các dòng máy của Trung Quốc thì nó chỉ đơn giản là bật công tắc lên và nghe, chỉnh lớn nhỏ và tắt. Còn cái máy của Nhật thì nó có thêm chức năng là chỉnh các âm trầm bổng ha. Cái máy này là 1.280.000, hàng sản xuất tại Nhật cả nhà ha. Một kim lớn và một kim nhỏ cả nhà ha. Mình nhìn kỹ một cái kim lớn và kim nhỏ thì chúng ta sẽ khi lắp vào máy thì cũng là một cái chui lớn chui nhỏ. Nếu mà mình lắp ngược nó sẽ không vô, mà mình đẩy mạnh quá thì nó sẽ gãy. Thì nếu cả nhà thấy nếu mà lắp dây thế này là bị ngược nè, cộng dây phải xuôi theo máy nha. Đó, xuôi theo máy như thế này, mình sẽ nhìn kỹ thì thấy lỗ lớn lỗ nhỏ mà mình ấn vào rồi xong ha. Rồi đối với những cái dòng máy Trung Quốc á, thì chúng ta có sẽ nút bật tắt và chỉnh volume lớn nhỏ thôi. Còn với máy của Nhật á, thì ở phía sau nó có cái mũi tên chỉ ra nè. À, chúng ta sẽ bật lên thứ này, chúng ta kéo ra một xíu thì bên trong á nó sẽ có một cái nút ở ba vị trí âm thanh trầm bổng. À, ví dụ giống như mình thích nghe cái giọng của âm thanh của nam á, nó ấm hơn thì mình gạt về bên chữ H nè. Còn nếu mà mình thích tiếng kép nhiều giống như của giọng của nữ thì mình gạt về bên tay phải. Còn thường thì nó nằm ở chính giữa. Đó, thì cả nhà mình đầu tiên nếu mà muốn xài á, mình gắn vào lỗ tai mình nghe thử cho mình thấy thích chỗ nào thì mình để cố định ở chỗ đó. Đó, nhưng mà Bảo Sơn thấy thường á, nhiều người xài là hay gạt về hết về cái giọng trầm. À, nghe nó sẽ ấm hơn ha. Còn không thì mình có thể để chính giữa. Đó, mình gạt qua gạt lại nè. À, có một cái nút này thôi. Rồi mình chỉ chỉnh một lần, mình lắp lại, mình sẽ không cần sử dụng cái này nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cho pin vào ha. Bật nó pin ra. Đó. Thì nếu mà trong các video trước Hoàng Sơn có chia sẻ rồi, nếu mà bên trong mà không có số CD thì chắc chắn là máy Trung Quốc nha. Còn có số CD thì có thể là hàng giả, hàng nhái hoặc hàng sắp tay thì mình không biết, nhưng mà không có số CD như thế này nè là hàng Trung Quốc chắc chắn luôn. Có nhiều máy nhìn rất là giống là hàng giả, nhìn thấy cái biết liền. Rồi nó có cái đầu cộng đầu trừ để mình gắn pin ha. Nếu mà như mình mua trúng cái hàng chính hãng á, cái máy này nó bảo hành 1 năm, nhưng mà thật sự em thấy nếu mà không bị đứt dây nha, là có những máy mà hàng mà khách hàng gửi tới bảo hành là 10 năm để nhờ sửa giùm. Hoàng Sơn vẫn sửa, trường hợp giống như nó bị nhẹ những cái loại nhẹ thì Hoàng Sơn sửa giùm, còn nếu mà đứt dây thì mình phải mua dây mình thay ha. Chứ cái máy này á là nồi đồng gói đá rồi. Hoàng Sơn có chia sẻ cho cả nhà mình cách lựa chọn giống như cái máy trợ thính không dây, máy trợ thính hạt đậu siêu nhỏ, thì những dòng máy này thì đều sản xuất tại Nhật hết, nhưng mà giá thành nó gấp đôi gấp ba cái máy này. Đó, nhưng mà âm thanh nó thì sẽ không nghe lớn bằng cái máy này. Thì cái máy này dành cho những người mà bị nặng ha, bị láng tay nặng, hoặc là ông bà mình lớn tuổi thì mình cầm cái máy to rất là dễ xài. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái máy vào, lắp cục pin vào, mình bật sang cái vị trí chữ Y ha, chữ O Y tắt mở. Rồi ví dụ mình chỉnh vào cỡ số 3 thôi. Đó, mình đặt cái này là cái lo nè, cái micro nè, đặt gần. Đó, nó sẽ thu phát tốt thì nó sẽ hú. À, bình thường hình gắn vào máy thì chắc chắn nó không hú đâu ha. Rồi còn nếu mà mình muốn lớn nữa thì mình chỉnh số 4, số 5. Còn trường hợp bà con mình chỉnh số 6, số 7 nhiều khi lớn quá thì mọi thứ nó lớn lên. Nhiều khi mình bị nhẹ mà mình mọi thứ lớn lên, cái tiếng xe, tiếng ồn nó rất là nghe rất là mệt lỗ tai. Chứ không phải là nghe lớn là hay ha, mình chỉnh vừa đủ nghe. Đó, thì cái cách xài đơn giản vậy thôi. Rồi có gì thắc mắc thì bà con mình cứ gọi cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới để có thể tư vấn thêm, hoặc là có những lỗi như khắc phục tại nhà được. Những cái dòng máy này thì Hoàng Sơn cũng có video riêng rồi. Cái này là cách xài đơn giản. Đó là có cái nút chỉnh âm thanh trầm bổng ở dưới đây. Cả nhà nhớ ha. Rồi chúc bà con nhiều sức khỏe nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại.